Thưa quý vị, gần 80 tuổi, ông Sầm Văn Dần, người dân tộc Cao Lan ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được bà con dân bản gọi là nghệ nhân. Bao năm nay thì ông vẫn miệt mài phục dựng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mình, trong đó có điệu sình ca, câu hát gắn với lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Cao Lan. Và hình ảnh từ cuộc sống hôm nay chúng ta sẽ đến với những bản làng của đồng bào dân tộc Cao Lan trong tình yêu với văn hóa bản sắc đồng bào của nghệ nhân Sầm Văn Dườn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt. Rất là mê, rất là tâm đắc. Thì mình cứ làm từ nhà ra, các con, các cháu của mình, người ta thấy nó đẹp, phong phú thì người ta lại bắt đầu học. Sao ra in ra sách phát cho người ta. Nó ca tụ quê hương, ca tụ người già, nói để cho cái người ít tuổi hơn khi mà phải học trình ca xong thì biết tôn trọng cái người lớn. Tạc án sang. Cái cổ đã là cổ rồi. Bây giờ lại phát triển cái mới để cho người ta tiếp tục để đi vào trình ca nhiều hơn. Chả bây giờ khuyên nữa, lúc nào Cao Lan cũng cứ hát thôi. Dựng chương trình nông thôn mới, nhà nhà đoàn kết sẽ thành công. Sảnh vang lên thì tự nhiên là người dân sẽ biết là thì ra ở đó sẽ có hội hè, có một cái đội nào đấy người ta nhảy múa vui chơi. Đấy thì những cái người mà người ta không bận công việc, người ta sẽ nghe thấy tiếng trống và người ta cùng đến và vui với mình. Tìm mà tặng hết ngao tời trong ngà phù trong cua tràn. Mình thường xuyên nhuộm tóc, mình mê uốn tóc gợn sóng, mình không lo tóc khô sơ và hư tổn. Đồ phục hồi hư tổn với công nghệ độc quyền định vị hư tổn chính xác, giúp nuôi dưỡng chính xác phần tóc hư tổn và tái tạo tóc hiệu quả cho mái tóc suôn mượt khỏe đẹp. Đồ khuyến mãi Đồ thiên nhiên. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cục Truyền hình BRT mùa thứ 3 đang sôi động. 16 đội hình U11, U13 từ 8 huyện thị thành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều trong tâm thế sẵn sàng lăn bóng bùng tỏa đam mê. Đội hình nào, cầu thủ nào sẽ bứt phá? Hãy cùng bình chọn cho từng nhóm tuổi U11, U13 trên trang thể thao.brt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đội vô địch, cầu thủ vô phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải, bàn thắng đẹp nhất giải. Hòa nhịp với Cúp Truyền hình BRT mùa 3, quý vị có cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức. Dự đoán chính xác đội vô địch, phần thưởng là một máy lạnh Hitachi trị giá 8 triệu đồng cùng một quả bóng, hai áo thun thể thao. Dự đoán chính xác vua phá lưới, phần thưởng là một quả bóng có chữ ký danh thủ Nguyễn Quang Hải và một quả bóng, hai áo thun thể thao. Với cầu thủ xuất sắc nhất, bình chọn đúng được nhận một áo thun có chữ ký danh thủ Nguyễn Quang Hải, hai áo thun thể thao và một quả bóng. Bình chọn đúng thủ môn xuất sắc nhất, bàn thắng đẹp nhất, phần thưởng là một quả bóng, hai áo thun thể thao. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 12 tháng 7 đến 17 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2022. Cùng hòa nhịp, cùng bùng tỏa đam mê trên trang thể thao.brt.vn để được tận hưởng mùa bóng lần thứ 3 Cúp Truyền hình BRT. Nhiều bất ngờ thú vị, nhiều ký ức khó phai.